Hello xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi con CLMM 2023.com này Thì như anh em biết rồi, con CLMM 2023.com này mình cũng đã review và hướng dẫn anh em chơi rất là nhiều lần rồi đúng không? Thì đây là một cái trang à, anh em có thể chơi đỏ đen trên con Momo nhé Để chơi chẳng lẽ này Thì à, con này á à, nó có nhược điểm này và cũng như ưu điểm của nó khi anh em chơi tham gia Trước khi anh em chơi thì anh em nên đọc qua một chút để anh em hiểu rõ hơn về nó nhé Thì bây giờ mình sẽ nói về cái nhược điểm của nó trước đi thì nhược điểm của con này thì hiện tại nhá cái cái xe cũng như là cái con những cái con trần lẽ Momo trên Momo như thế này thì hiện tại là chưa phổ biến này đấy. đấy và rất là nhiều web lừa đảo luôn đấy và cũng như là con này thuộc một cái thể loại đỏ đen đấy, và ưu điểm của nó khi em chơi này thì là một cái thể loại game mini khá là dễ chơi và anh em chơi thì được nhận thưởng ngay luôn khi anh em trúng đấy và cũng như là một thể loại game xanh chín mà khi anh em tham gia thì anh em có thể chơi mọi lúc mọi nơi luôn Khá là đơn giản luôn Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em Cách thức chơi và cái thức tham gia của nó nhé Thì ở đây Thì anh em có thể đọc qua CLMM là gì cho mình Đấy để anh em có thể hiểu hơn Thì con này sẽ lấy cái mã giao dịch Momo của anh em Cộng với một cái mã từ cái trong web Gọi là random org Đấy thì nó sẽ ra kết quả của mình nhá Thì nó khá dễ chơi Thì ở đây là các cái mục như là Hướng dẫn chơi để anh em có thể chơi này thì uh, bây giờ nhá nội dung của nó không còn cập nhật như đây hiện tại là web nó chưa cập nhật cho mình để anh em kéo lên một chút cho mình ở đây sẽ có các nội dung uh, nó đã thay đổi bằng uh, uh, nội dung nhà là l a c a l l a l a và c a một thì đại diện cho l nghĩa là lẽ đấy giống như là anh em đánh một ba năm bảy chín về cái số đuôi thì anh em sẽ ăn 2.55 lần tiền mà khi mà anh em đánh la 1 một thì uh, nó sẽ không hai bốn sáu tám thì thêm được cái số 0 thì anh em sẽ ăn được 195 lần tiền đấy khá là ngon nhé thì ở đây anh em có thể xem qua cho mình này à, đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em công thức mà để mà mình chơi mà kiếm được tiền trên con này thì mình chơi á mình chỉ cần copy một trong những cái số điện thoại mà đang hoạt động ở đây thì anh em sẽ xem qua một lưu ý cho mình là khi anh em chơi thì mình để ý cái số cho mình nhé thì giao dịch của nó sẽ có là 40 triệu trên một ngày và 180 giao dịch trên một lần và khi mà anh em chơi thì anh em sẽ chuyển vào cái số mở đang hoạt động trên web, tránh trường hợp anh em chuyển vào cái số trả thưởng cho mình, để không thì anh em sẽ bị mất tiền nhé, lưu ý cho mình ở cái mục này. Rồi thì sau khi mà mình copy, sơn thoại rồi thì bây giờ mình sẽ vào mô, mình test thử cái nội dung. Ở đây thì anh này thì mình sẽ chơi là trận lẽ coi như thế nào nhá. Đây mình sẽ test một vài trò trận lẽ trước này. Sợ nó có mục chuyển này, mình sẽ dán cái sơn thoại mà mình vừa mới copy nhá, anh em dán trực tiếp này cái thanh tìm kiếm này cho mình. Đây nhá, ok thì sau khi mà mình đã dán rồi thì nó ra tên người dùng như này rồi thì mình điền số tiền mình chơi này và kèm theo đó nội dung. Thì ở video này mình sẽ test thử một vài tay 10k để coi là mình đánh 3 năm tay thì mình ăn được mấy tay nha mọi người. Ok thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục chuyển tiền và mình sẽ xác nhận thông tin để coi như thế nào nhá. Đây nhá, thì ở đây anh em có thể thấy qua cho mình này, khi mà mình chưa chuyển này và cũng như là chưa xác nhận chuyển này thì mình đã có thể xem được cái mã tham chiếu này rồi. Thì cái mã tham chiếu này của mình nó hiện ra với cái đuôi là 237 mọi người ạ. Đấy, thì đối với cái đuôi 237 này á thì mình có thể à, cái đuôi này là cái đuôi mã dịch luôn. Đấy thì anh em nào mà không ưng cái đuôi 237 này hoặc là không ưng cái mã tham chiếu của anh em thì anh em có thể quay lại và mình có thể tạo ra một cái giao dịch mới thì cái mã tham chiếu nó sẽ thay đổi nhá. Đấy là một cái mẹo nhỏ nhỏ để anh em có thể lựa chọn được cái mã tham chiếu ưng ừ, ý của anh em. Rồi, thì nói chung là tùy theo may mắn thôi. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái mục xác nhận và mình sẽ kiểm tra à, cái mã dịch 237 này để cộng với mã bơm ẩn là mình mất hay là được nha mọi người. Ok nhé, sau khi mà mình đã copy à, cũng như là mình đã chuyển xong này thì ở đây mình sẽ copy cái chi tiết giao dịch này với cái đuôi 237 này, mình sẽ ấn trực tiếp vào đây. Ấn vào trực tiếp vào cái mã giao dịch này để mình copy để kiểm tra coi như thế nào anh em nhé. Ok nha mọi người, sau khi mà copy xong ấy thì anh em cần về app cho mình. Ở cái mục app này thì anh em sẽ kéo xuống một chút này. Ở đây thì anh em có thể thấy qua cho mình là cái mục nhập mã giao dịch đúng không? Thì cái nhập mã giao dịch này thì anh em cần dán cái số mà anh em vừa mới copy ạ. Anh em dán cái mã giao dịch mà anh em vừa copy vào đây. Đấy mình sẽ nó cái một kiểm tra thì trong trường hợp này anh em có thể thấy qua cho mình nội dung mình đánh ba 1 thì kết quả của mình là ra đuôi 185 đúng không thì uh, mà mua mở ấn này mã giao dịch của mình này cộng lại ra đuôi 185 thì uh, nội dung là ba 1 ba 1 nghĩa là ra 01234 thì mình mới ăn đấy mà là 56789 thì mình đã mất thì nó ra cho mình là số 5 này đấy anh em thấy khá ở đây không thì trong trường hợp này anh em có thể áp dụng cho mình hai cái thủ thuật mà anh em có thể kiếm được này một là anh em sẽ gấp đôi cái số tiền anh em vừa chơi lên em sẽ đánh theo cái cầu bể cho mình Đấy, thì anh em tiếp tục đánh ba một em gấp đây tới khi nào anh em được thì thôi à, mình lưu ý nhé gấp chỉ trong tầm từ ba năm tay mà anh em mất cả ba năm tay á thì mình nên dừng lại một chút đấy thì à, mình đợi lúc khác mình chơi nha mọi người còn trong trường hợp này mà anh em gấp được thì anh em sẽ quay về anh em đánh lại cái mức cũ cho mình thì đây cũng là một cái mẹo mà để anh em kiếm được thu nhập nhá à, ngoài ra thì bây giờ mình sẽ đánh theo cái thủ thuật thứ hai là nó ra cầu như thế nào mình đánh cầu như vậy cho mình ở đây nó ra đuôi cho mình là đuôi DA1 Ok thì bây giờ mình sẽ test thử một đuôi DA1 tiếp coi là được hay là mất nha mọi người Ok nhá sau khi mình đã tạo giao dịch này thì đây vẫn là 10k để mình test thử tay tiếp này theo coi như thế nào nhá Thì nội dung lời nhắn là DA1 và mã tham chiếu lần này của mình là ra đuôi 076 à, à 070 à Ok thì đuôi 070 này mình thấy cũng khá là ok thì bây giờ mình sẽ xác nhận chuyển và mình sẽ kiểm tra coi như thế nào mọi người nhá Ok nhá mọi người sau khi mà đã chuyển xong này thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp vào đây đối với cái đuôi 070 của mình thì như em thấy này mình kiểm tra này thì cái đơn này lại là một đơn thắng anh em ạ anh em thấy không đấy thì má mô mẩn của mình là ra đuôi 235 đấy và kết quả của mình là ra đuôi à, 905 thì đối với nội dung 905 thì ván này mình đã thắng nhá đấy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi là mô mô đã thanh toán cho mình thành công chưa đã này thì kéo xuống một chút thì mình đã nhận được từ từ cái bạn này đấy 19.500 đồng và kèm theo mã thẻ của mình là đuôi 670 anh em ạ đấy chính là cái đuôi mã giao dịch của mình này đấy thì anh em thấy không rất là dễ chơi và dễ trúng nhá thì um, con hát này trả thưởng cực kỳ nhanh luôn em nào chưa biết thì link mình sẽ để phần mô tả và ngoài ra rất là nhiều à, các mục khác thì em có thể theo dõi cho mình anh em nào mà chưa biết chơi thì mình có thể đọc qua một chút thông tin về một hướng dẫn này cho mình nhá Ok thì uh, video của mình chắc là sẽ kết thúc tại đây rồi